Và xung đột đã xảy ra trong cuộc biểu tình chống World Cup ở São Paulo. Cảnh sát Brazil và những người biểu tình đã đụng độ với nhau vào ngày hôm nay, vài giờ trước khi bắt đầu trận đấu khai mạc của giải vô địch túc cầu thế giới 2014. Giải World Cup năm nay ở Brazil đã bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong xây dựng và bất ổn chính trị. Cảnh sát đã bắn bom gây tiếng ồn để giải tán một đám đông khoảng 200 người biểu tình, tức giận trước việc chính phủ đã chi tiêu quá mức cho sự kiện thể thao này. Những người biểu tình đã tìm cách ngăn chặn con đường chính dẫn đến vận động trường Corinthians ở São Paulo, nơi trận bóng đá khai mạc sẽ diễn ra. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin ít nhất một người biểu tình đã bị bắt. Và các nhân chứng cho biết một phóng viên của CNN đã bị thương trong cuộc đụng độ. Cuộc biểu tình được dự kiến sẽ càng đông đảo hơn trước khi đội tuyển của Brazil thi đấu với đội tuyển của Croatia vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương. Ở những nơi khác trong thành phố lớn nhất của Brazil vào sáng ngày hôm nay trông giống như thành phố ma sau khi các quan chức tuyên bố một ngày nghỉ để bảo đảm giao thông đến sân vận động không bị kẹt. Khoảng 20 triệu người sống trong khu vực đô thị São Paulo.